Cũng nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017 đang được diễn ra tại thành phố Huế. Ngày đêm qua, tại Bảo tàng Văn hóa Huế đã diễn ra đêm văn hóa Tịnh Yến, quyền năng phụ nữ và bản sắc văn hóa do Quỹ Hòa bình và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với những người bạn của Huế tổ chức. Dưới hình thức dạ tiệc văn nghệ, các đại biểu được thưởng thức một câu chuyện âm nhạc, trang phục và ẩm thực mang đậm dấu ấn của phụ nữ Việt Nam. Những nghề cổ truyền, thời trang và sản vật quý được giới thiệu tại đây chính là thành quả lao động của các nghệ nhân. Qua đó truyền tải một thông điệp phát huy mọi tiềm năng phụ nữ trong việc gìn giữ giá trị truyền thống, phát triển góp sức cho kinh tế thời hội nhập. Đêm Tịnh Yến quyền năng phụ nữ và bản sắc văn hóa đã để lại những dư vị nhẹ nhàng nhưng đầy ấn tượng về văn hóa Huế, một sự tổng hòa về cảnh sắc, lịch sử, âm nhạc, ẩm thực truyền thống và cả tình cảm của những người con xứ Huế dành cho bạn bè quốc tế.